Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là anh Thanh, người đứng ra tổ chức cái chương trình từ thiện vào tối hôm nay. Bây giờ xin mời anh Thanh giới thiệu về cái chương trình của mình chút xíu ạ. Dạ, như hàng năm là Thanh có một cái chương trình tổ chức một cái đêm ca nhạc để gây quỹ nấu ăn cho các bé tại 5 điểm trường tại các thôn xa xôi của các xã huyện Nam Trà My. Thì đêm nay Thanh cũng theo thông lệ hàng năm thì vẫn tổ chức thêm một cái chương trình ca nhạc và có những ca sĩ từ nước ngoài cũng như là trong nước như Lê Minh Trung, Hà Văn, Lê Dương Bảo Lâm và một ca sĩ đến từ nước ngoài là ông Peter. Thì qua cái chương trình đêm nhạc này thì Thanh vận động tất cả các đơn vị nước uống bán được từ đêm nhạc Thanh sẽ dùng để nấu ăn cho các bé miền núi. Và hôm nay cũng rất là vui khi có một cái sự tham gia của một ca sĩ nhí đến từ Quảng Bình sẽ cùng đồng hành và tham gia với chương trình của Thanh. Thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tại quán cà phê sữa 143 Lý Thường Kiệt, Hội An. Thì xin giới thiệu với cả nhà, đây là ca sĩ nhí sẽ tham gia với chương trình của ông Vàng tối hôm nay. Thì con có thể cho chú biết con tên là gì không ạ? Lớn lên nhìn đây. Con xin giới thiệu, con tên là Nguyễn Công Linh, năm nay con 13 tuổi, con học lớp 8. Và con được lọc giới thiệu về chương trình của Thánh là Hải Sư Thiên thì chương trình ca nhạc của hôm nay cháu sẽ đồng hành cùng với chương trình. Như vậy là chú Quốc Linh nói là cháu cũng là một đứa bé xuất thân từ vùng quê xa xôi Quảng Bình, cũng là một cái gia đình khó khăn, nhưng mà khi mà cháu biết được cái chương trình hết sức nhân văn này thì cháu cũng đã vui vẻ tham gia qua sự giới thiệu của người bảo lãnh là anh hướng dẫn viên Làng Mai hay còn gọi là anh Độc. Thì hy vọng là sau cái chương trình này thì mọi người cũng sẽ tiếp tục đồng hành và theo dõi những cái bước tiến của bé Linh cũng như là ghi nhận những cái đóng góp của em cho xã hội này, mặc dù em vẫn còn rất là khó khăn và cuộc sống hàng ngày của ba mẹ cũng phải lo ăn từng ngày. Và hy vọng là những cái chương trình sắp tới của ông Vàng cũng sẽ được em Linh ở đây và anh Lộc là người bảo lãnh cho em cũng như là gia đình sẽ tạo điều kiện để cho em tham gia. Và hy vọng là những người bạn của Thanh Huỳnh cũng như những mạnh thường quân của ông Vàng sẽ tiếp tục theo dõi các sự kiện của bé Linh để tiếp tục đồng hành. Và nếu mà chúng ta có một sự tương tác thì sẽ cùng nhau tương tác để giúp đỡ bé Linh phát triển hơn nữa trong cái sự nghiệp ca hát của mình. Và hy vọng tối nay sẽ gặp lại tất cả các mạnh thường quân của ông Vàng cũng như là bạn bè tại 143 Lý Thường Kiệt, Hội An lúc 19 giờ đêm nay. Cảm ơn xin cảm ơn anh Thanh nhiều. Cũng xin thay mặt cho gia đình cháu Linh nói rằng cái chương trình của anh thì có ý nghĩa, mang lại những cái điều tốt đẹp cho xã hội. Chính vì vậy mà bố của cháu Linh vẫn, mặc dù là vẫn chưa có rảnh tay với cái công việc đồng áng ở quê, nhưng mà vẫn là đưa cháu vào đây. Như vậy thì để nói lên rằng gia đình và cháu rất là ủng hộ. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều và xin chúc cho chương trình của anh tối hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.